Xin chào các em. Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu bài liên kết câu và liên kết đoạn văn. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất. Một là mã khái niệm liên kết. Như vậy thì các em phải biết cho cô liên kết là gì. Cô cung cấp kiến thức cho các em nha. Liên kết là sự nối kết ý nghĩa giữa câu với câu và giữa đoạn văn với đoạn văn bằng các từ ngữ có tác dụng liên kết. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, liên kết nội dung. Cái phần mà chữ màu đỏ và chữ màu đen là các em sẽ ghi vào tập các em nha. Tới đâu thì cô sẽ nhắc nhở chúng ta cái phần ghi bài nha các em. Các em xem ví dụ sách giáo khoa trang 42-43. Chúng ta quan sát cái đoạn ngữ liệu trong sách giáo khoa nha các em. Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi, mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ. Anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. Đây là cái đoạn văn được trích trong cái văn bản Tiếng nói của văn nghệ, tác giả là Nguyễn Đình Thi. Như vậy thì chúng ta sẽ quan sát đoạn văn và cho cô biết đoạn văn trên bàn về vấn đề gì. Các em suy nghĩ nhé các em. Đoạn văn trên bàn về cách người nghệ sĩ phản ảnh thực tại. Như vậy thì cái phần chữ màu đen là các em ghi vào tập nha. Câu hỏi số 2, chủ đề ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề chung của văn bản? Có quan hệ mật thiết với chủ đề của văn bản Tiếng nói của văn nghệ. Và các em xem coi là nội dung chính của từng câu trong đoạn văn trên là gì. Nội dung của từng câu trong đoạn. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là cái đoạn văn trên là gồm có 3 câu. Câu thứ nhất là tác phẩm nghệ thuật phản ảnh thực tại. Câu thứ hai, khi phản ảnh thực tại, những người nghệ sĩ muốn nói một điều gì mới mẻ. Và nội dung của câu số 3, cách gửi điều mới mẻ vào tác phẩm. Cái phần chữ màu đen là các em ghi vào tập nha. Như vậy thì mình sẽ dẫn đến một cái kết luận là nội dung của 3 câu trên đều hướng vào chủ đề của đoạn văn. Và cái đoạn văn mà đảm bảo những yêu cầu như thế thì người ta gọi là liên kết chủ đề. Như vậy thì thế nào là liên kết chủ đề? Sau khi đã tìm hiểu cái phần lý thuyết xong thì chúng ta sẽ chốt lại cái nội dung thế nào là liên kết chủ đề. Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản. Các câu văn phải phục vụ chủ đề chung của đoạn văn. Và đoạn văn như thế là đoạn văn có tính liên kết chủ đề. Cái phần này là cái ý trong cái phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 43 mấy em tham khảo đó, các em không ghi ha. Và chúng ta tiếp tục quan sát lại cái đoạn văn sách giáo khoa trang 42-43. Và cái đoạn văn này thì cô sẽ trình bày lại hai cách ha. Cách thứ nhất, tức là cô sẽ thay đổi trình tự các câu trong đoạn văn. Cách thứ nhất cô thay đổi như thế này: tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ. Anh muốn đem một phần của mình vào đời sống chung quanh. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi, mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Cách thứ hai cô thay đổi như thế này: anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ. Anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi, mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ.
Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là cái đoạn văn trong sách giáo khoa, nếu mà đem so sánh với đoạn văn ở cách 1 và cách 2 cô vừa thay đổi, thì chúng ta thấy là cái đoạn văn sách giáo khoa là các câu được sắp xếp theo một trình tự hợp lý nha. Là tác phẩm nghệ thuật làm gì, đúng không? Rồi là phản ánh thực tại như thế nào, tái hiện và sáng tạo thực tại để làm gì. Như vậy thì trình tự sắp xếp rất là hợp lý. Và một đoạn văn mà các câu trong một cái đoạn văn mà sắp xếp hợp lý như thế thì người ta gọi là đoạn văn này có tính liên kết logic. Liên kết logic. Như vậy chúng ta hiểu thế nào là liên kết logic? Liên kết logic tức là các đoạn văn, câu văn phải được sắp xếp theo trình tự hợp lý thì gọi là liên kết logic. Như vậy cái phần liên kết nội dung là chúng ta nắm cho cô hai cái nội dung nha. Một là liên kết chủ đề và hai là liên kết logic. Chúng ta sang cái nội dung số 2 là liên kết hình thức. Liên kết hình thức. Chúng ta tiếp tục quan sát lại cái đoạn văn trong sách giáo khoa nha. Và chúng ta xem cho cô giữa các câu trong đoạn văn này được liên kết với nhau bằng những cái biện pháp nào nha, bằng những cái biện pháp nào. Cụ thể cụm từ cái đã có rồi ở câu 2 đồng nghĩa với cụm từ những vật liệu mượn ở thực tại ở câu 1. Và đây người ta gọi là phép đồng nghĩa. Tiếp tục, từ nhưng ở câu 2 biểu thị quan hệ bổ sung cho câu 1. Và đây gọi là phép nói. Các em vừa nghe cô giảng, vừa quan sát sách giáo khoa và các em vừa ghi bài nha các em. Cái phần chữ màu đen và màu đỏ cô đang trình chiếu đó thì các em sẽ ghi vào tập nha. Tiếp theo, lặp lại từ tác phẩm ở câu 1, câu 3. Và đây gọi là phép lặp. Những cái từ tác phẩm, nghệ sĩ cùng trường liên tưởng với nhau. Và đây người ta gọi là phép liên tưởng. Nha, phép liên tưởng. Tiếp theo là cái từ anh ở câu 3 thay thế cho cái từ nghệ sĩ ở câu 2. Và đây gọi là phép thế. Như vậy thì qua cái ví dụ trên mấy em hiểu thế nào là liên kết về hình thức, đúng không? Tức là các câu văn, đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính là phép lặp nè, phép đồng nghĩa, trái nghĩa, phép liên tưởng, phép thế, phép nói. Và cái ý này tức là cái nội dung ghi nhớ trong sách giáo khoa. Các em tham khảo sách giáo khoa trang 43. Cô sẽ chốt lại cái phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 43. Ghi cái nội dung cái chữ màu đen đó. Cô vừa trình chiếu. Các em ghi vào tập của các em. Và đây chính là cái đáp án trong cái bài tập. Các em chịu khó ghi nhanh lên tí xíu nha. Nếu bạn nào mà ghi không kịp á thì chúng ta có thể xem lại và chúng ta ghi nghe em. Tiếp theo là phân tích sự liên kết về hình thức trong cái đoạn văn này. Các em chịu quan sát cái đoạn văn nha mấy em. Đầu tiên mấy em thấy nè, giữa câu 1 và câu 2 nha, là cái cụm từ là bản chất trời phú ấy và sự thông minh nhạy bén với cái mới. Ở đây tác giả đã sử dụng cái phép liên kết, cụ thể đó là phép đồng nghĩa. Phép đồng nghĩa. Giữa câu 2 và câu 3 em thấy có từ nhưng. Đây là phép nói. Các em vừa nghe cô nói và các em vừa ghi bài nha các em nha. Cái phần chữ màu đen đó. Giữa câu 3 và câu 4 cái từ ấy là, đây là phép nói. Câu 4 và câu 5, cụm từ những lỗ hổng.
Ở đây là phép lập từ ngữ. Giữa câu 1 và câu 5 là cái có cái từ thông minh ha, phép lập lại, phép lập. Giữa câu 1 và câu 3 là phép lập từ cái mạnh. Và cái phép sử dụng ở đây đó là phép lập từ ngữ. Phép lập từ ngữ nha, các em ghi vào nha. Sau khi đã làm bài tập xong thì cô sẽ khái quát lại thông qua cái sơ đồ tư duy ha, các em quan sát. Như vậy thì cái bài liên kết câu và liên kết đoạn văn, nội dung thứ nhất là liên kết nội dung. Liên kết nội dung thì có là liên kết chủ đề, rồi là liên kết logic. Thứ hai là liên kết hình thức. Thì có những cái phép liên kết sau đây. Phép lập nè. Phép đồng nghĩa, trái nghĩa. Phép liên tưởng. Phép thế. Và cái phần sơ đồ tư duy này thì mấy em quan sát lại ghi nhớ sách giáo khoa trang 413 ha, thì các em sẽ thấy rõ. Phép nói đúng không? Như vậy thì về liên kết hình thức thì có tất cả là 5 phép. Các em lưu ý nha, ghi nhớ nha các em. Về phần hướng dẫn tự học của bài này. Thứ nhất là các em sẽ ôm lại kiến thức đã học ở phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 43. Yêu cầu thứ hai là tìm các đoạn văn đã học trong sách giáo khoa và chỉ ra được sự liên kết về nội dung và hình thức của các đoạn văn. Và yêu cầu thứ ba là viết đoạn văn với nội dung tự chọn, trong đó có sử dụng các phép liên kết. Và phần chuẩn bị bài, ở tiết sau các em sẽ học bài luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn. Thì cái phần này là phần bài tập nha. Do đó là cô yêu cầu các em là về nhà các em sẽ xem cái phần bài tập ở sách giáo khoa trang 49, 50, 51 để chuẩn bị cho cái tiết sau mình học tốt hơn các em.